Cái giận cái gì đó? Giờ này tôi ăn uống gì cũng không thấy ngon, ngủ giờ nào cũng không yên giấc hết. Chưa hết đâu, trời. Nhưng mà còn nữa, trời, mình sao tự nhiên tóc bà rụng nhiều dữ vậy? Rụng tới đó nè. Sao mà rụng tóc nhiều dữ vậy nè? Không, không sao đâu. Bà đừng có suy nghĩ nhiều. Có thể là do dạo này bà bị stress nhiều quá, xong mình suy nghĩ lung tung, rồi cái mình mới bị rụng tóc vậy thôi. Không phải đâu, không phải chỉ có chuyện rụng tóc đâu. Tôi còn thấy sức khỏe của tôi càng ngày càng đi xuống, kiệt quệ nữa. Sao vậy? Tôi thấy bà cũng vậy là chứ không có gì khác hết trơn á. Tôi nói tôi bệnh là tôi bệnh, mà giác quan thứ sáu của tôi hay vậy lắm, ở đâu là chúng nó đó. Bà bị cái gì vậy? Đừng làm tôi sợ nha. Hay là mình đi khám thử đi bà. Các triệu chứng ung thư dạ dày. Chứng bụng. Suy giảm trí nhớ. Cũng đúng. Ở nóng. Người ta nói đúng lắm, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, mình cứ xài tiết kiệm hoài, đến khi chết mình có đem theo được đâu. Mình đã mua cho mình một đống đồ rồi, cũng nên mua cho anh Phúc với Kim Chi mỗi người một món quà đặc biệt mới được. Cái này là quà cho mẹ. Cái này của ba nè. Anh Phúc thì cái này. Còn cái này. Ủa, ba về hả? Ừ.
đang làm cái gì đó? Trời, làm gì mà hôm nay đi mua nhiều đồ vậy? Nổi máu shopping hả? Ờ, bà biết không, tôi thấy cuộc sống ngắn ngủi lắm, mà tới bây giờ tôi mới biết. Làm gì mà hôm nay nói chuyện show deep vậy trời? Kim Chi, món quà này tôi dành tặng cho bà. Quà cho tôi hả? Cảm ơn bà, là bạn tốt của tôi bao nhiêu năm nay. Điện thoại mới 4G luôn nè. Trời ơi, biết vậy tôi đã làm bạn tốt với bà lâu lắm rồi. Wow, trời ơi, để tôi mở ra coi liền mới được. Bây giờ tôi mới biết bà thích quà hơn là bạn tốt đúng không? Đâu có đâu, trời ơi, tôi thích bà hơn chứ, ai nói là thích điện thoại hơn. Thôi, tôi đi đây. Ủa, mày đi đâu vậy? Bộ giận tôi hả? Không, tôi nghe lời bạn tốt, tôi đi khám bác sĩ nè. Ừ, thôi vậy để tôi đi với bà nha. Không cần đâu Kim Chi à. Tôi muốn tự đối mặt với nó. Điện thoại đời mới nhất, hèn chì nhìn nó đẹp như vậy, nhìn nó bóng nè, còn có 4G đó chứ. Ủa, Diệu Hiên, bà đi khám bệnh về rồi hả? Ờ. Bác sĩ nói anh sao rồi? Bây giờ có một tin xấu và một tin tốt, bà muốn nghe tin nào trước? Hả? Tin tốt chứ đi. Tin tốt hả? Tin tốt là bác sĩ nói là tôi không có bị bệnh gì hết á. Chỉ do tôi bị stress cho nên tôi mới rụng tóc, tôi mới ngăn thôi à Kim Chi á. Trời ơi, vui quá hả? Thấy chưa? Bà đó hả, chỉ giỏi cái tật mà hả, lo lắng suy nghĩ lung tung luôn mà. Hết hồn luôn. Vui quá. Thôi còn tin xấu nữa. Tin xấu là gì ạ? Là tôi tưởng tôi có mệnh hệ gì cho nên tôi lấy hết tiền tiết kiệm của tôi á, tôi mua cái đống đồ đó đó. Cho nên những ngày tháng sau này tôi biết sống sao đi Kim Chi. Không có sao đâu, tôi có cách rồi. Bây giờ bà chỉ cần đi trả hết mấy cái đống đồ mà bà đã mua rồi mình lấy tiền lại. Ờ ha, đúng rồi, vậy mà sao tôi không nghĩ ra ta. Cố lên, cảm ơn bà nha. Cố lên. Thôi, tôi đi trả liền, không thôi là tao không có trả đổi. Cảm ơn bà. Trời ơi, không có bệnh gì hết, mừng quá. Đi nha, bye bye. Bye bye. Kim Chi hả? Cảm ơn bà nha. Nhưng mà bà có thể không cần trả cái này cho tôi được không? Trời, phải trả chứ. Một cái này là nó bạc một đống này luôn á. Nhưng mà bà là bạn tốt của tôi mà đúng không? Bà hứa bà cho tôi rồi mà. Nhưng mà tôi biết sống làm sao bây giờ Kim Chi, cái này. Nhưng mà tôi xin đi bà. Không có cái này mình cũng có thể, mình trả mấy cái mình cũng có thể đủ sống rồi mà. Không được, cái này nó mắc nhất lắm bà. Nhưng mà nè, bạn tốt bây giờ mà kỳ hả? Nè, bà đừng có đối xử với tôi như vậy nha. Nha, đừng có gì tình bạn mà đáng nước ra. Nè, đưa tôi đi. Trời ơi, biết vậy mình đã không thèm chỉ cách rồi, mất luôn cái điện thoại.